biệt rất là rõ rệt khi mà bước chân vào một môi trường mới, một môi trường quốc tế hoàn toàn. Được tiếp xúc với các thầy cô và các anh chị bằng tiếng Anh giúp em có thể trao dồi việc nói tiếng Anh tốt hơn rất nhiều. Môi trường học tập của BUV là một môi trường học tập khá là mở, mang lại cái sự tự do cho học sinh. Học sinh có thể thoải mái, tự do, sáng tạo và phát triển bản thân. Summer camp we have here at British University Vietnam is not just focused on the language skills that they'll develop in the IELTS program. What we're looking to do is also develop their soft skills, and these are the skills that are really important as students go on to progress to university and also working life after that. Therefore, the skills that we look at developing are things like collaboration, critical thinking, looking at good communication, and a host of other skills that they need to develop in order to be a well-rounded student and not just competent and confident in their language ability. Em được trang bị đầy đủ kỹ năng và tập làm quen cái môi trường quốc tế để em vững tin hơn để bước vào cái ngành học chính của mình sắp tới. Em thích các anh chị tổ chức trò chơi, nghĩ ra những cái plan cho bọn em hoạt động, rồi các anh chị truyền đạt kiến thức đến việc mọi người cùng nhau thành một team, mọi người cùng nhau hoạt động để đưa ra một cái kết quả cuối cùng.